Thị trường tôm đồng bằng sông Cửu Long ngày 8 tháng 11 năm 2023, thị trường tôm sú nguyên liệu, lượng mua tôm sú nguyên liệu của các nhà máy lớn như Minh Phú, sao ta trong hôm nay tương đối ổn định sau mức giảm vào cuối tuần trước. Cụ thể, Minh Phú đạt 10 đến 15 tấn một ngày, sao ta đạt 1 đến 2 tấn một ngày, ngày hôm nay, giá thu mua tôm sú nguyên liệu tại một số nhà máy như Tấn Nhất Phương, Hàng Ngâm, tạm thời ổn định sau mức tăng vào hôm qua. Ngoài ra, Giá ngô tại các nhà máy như Phương, Hàng Tươi, Huy Bảo, Hàng Ngâm cũng duy trì từ mức tăng cuối tuần trước, giá tôm sú oxy tại các tỉnh Bạc Liêu. Sóc Trăng ngày hôm nay nhìn chung ít biến động, cụ thể giá tôm sú oxy cỡ 40 con 1 kg ở mức 100 đến 105 000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 130 đến 140 000 đồng 1 kg, cỡ 20 con 1 kg ở mức 190 đến 210 000 đồng 1 kg. Giá thu mua tôm sú ướp đá tại đầm khu vực Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng ổn định. Trong đó, giá tôm cỡ 30 con 1 kg đạt 125 đến 130.000 đồng 1 kg, cỡ 20 con 1 kg đạt 185 đến 190.000 đồng 1 kg, tôm ao đất, không kiểm tra kháng sinh, cỡ 50 con 1 kg ở mức 95.000 đồng 1 kg, cỡ 60 con 1 kg ở mức 100.000 đồng 1 kg, tôm ao đất không kiểm tra kháng sinh, thị trường tôm thẻ, giao dịch tại đầm tôm thẻ oxy, giá mua tôm thẻ oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu. Trà Vinh, bến tre tiếp tục ổn định sau mức giảm nhẹ đầu tháng, cụ thể, giá thu mua tại đầm với tôm thẻ oxy hàng không kiểm màu cỡ 50 con 1 kg ở mức 110 đến 115.000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 135 đến 140.000 đồng 1 kg giá cỡ 20 con 1 kg ở mức 170 đến 175 000 đồng 1 kg. Giá mua tôm thẻ nguyên liệu tại các nhà máy lớn, chủ yếu mua cỡ 50 đến 80 con 1 kg, tạm thời ổn định trong ngày hôm nay. Trước đó từ cuối tuần, nhà máy Minh Phú giảm giá một số cỡ mua chính, trong khi Khang An tăng giá 2 000 đồng 1 kg sau khi giảm liên tục vào tuần trước. Giá tại các nhà máy khác như sao ta? Satimet tạm thời ổn định, cụ thể Giá tôm thẻ ướp đá tại đầm sóc trăng, bạc liêu, cà mau như sau, cỡ 30 con 1 kg ở mức 136 đến 138 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 104 đến 106 000 đồng 1 kg, giá cỡ 80 con 1 kg ở mức 92 đến 94 000 đồng 1 kg tôm kiểm kháng sinh.